Chào cho em suốt cuộc đời.
Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào xem kênh YouTube của mình và có những chia sẻ rất là positive, rất là tích cực đến cho mình. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3 và sáng nay mình lại được đi học hát với con, bởi vì con đánh đàn rất là lâu rồi, đánh đàn hơn 10 năm rồi và được rất là nhiều giải của thành phố, rồi của Landes, của cả một cái vùng. Thế là người ta cho tiền để đi học học thêm, học hát thêm và học opera, học hát thêm. Thì mình xin phép con và là cho mẹ đi cùng để mẹ học hát, bởi vì trước kia mẹ cũng rất thích muốn hát nhưng mà không có điều kiện. Thì bây giờ mẹ đi cùng với con để mẹ xem thầy giáo dạy con như thế nào, để mẹ về mẹ dạy, mẹ cũng tự luyện tập xem. Bởi vì cái mơ ước của thời trẻ con mình chưa đáp ứng được. Cái đứa trẻ ở trong mình nó luôn luôn mong muốn vui vẻ, chơi đùa với nó. Thì trước kia mình chưa có điều kiện, thì bây giờ có điều kiện thì mình lại cùng với con đi đến. Và khi nghe những cái giọng hát của thầy giáo, giọng hát một cái âm thanh nó rung động lòng người, và cái năng lượng của mình nó tăng lên, mà mình cảm thấy là yêu đời hơn và cảm thấy cái cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và biết ơn là nhà nước Đức đã tạo điều kiện rất là tốt cho gia đình mình, cho con cái mình có cái điều kiện học tập, có cái điều kiện để nó học hỏi thêm, không chỉ giỏi về đàn và còn thêm cả hát nữa. Tức là người ta forward, người ta yêu cầu nó cao hơn một chút nữa. Thì lúc đầu là cô bé cũng ngượng, cũng bế tắc ở trong phần nào đó ở trong người, chưa được thoát ra, nhưng dần dần thì nó sẽ giải tỏa những cái bế tắc này. Bởi vì khi qua cái giọng nói ấy, thì nó cũng rất là ảnh hưởng nhiều đến những cái năng lượng, những cái chakra, những cái năng lượng ở trong mình. Những cái bế tắc của mình nó sẽ được giải tỏa qua những lời nói, qua những cái sự tiếp xúc. Và mình thấy rất là vui khi mà cháu vui thích đi học thêm hát. Lúc đầu thì cũng không được tự tin, nhưng mà dần dần động viên thì nó sẽ tự tin lên. Cũng cái ngày 8 tháng 3 này, ngày của phụ nữ, thì mình muốn nhắn gửi gì, mình có thông điệp gì đến với các bạn, bạn gái. Các bạn hãy tự hào, tự tin rằng mình là người đàn bà tuyệt vời nhất, và là cái may mắn nhất là mình được sinh ra làm phụ nữ. Bởi vì khi người phụ nữ, người ta có cái sức mạnh gấp 9 lần người đàn ông. Bởi vì cái sức mạnh khi mà mình mang thai, mình sinh nở, mình ôm, mình mang vác đứa con trong bụng trong 9 tháng trời, và cái mầu nhiệm của người đàn bà vượt qua tất cả, đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà luôn luôn vượt lên. Và nhiều khi là những cái tính, những cái năng lượng đàn ông của mình có trong người rất là nhiều, thì nhiều người phụ nữ đến với mình bị bế tắc, bởi vì là người ta mang theo cái năng lượng của đàn ông quá nhiều trong người. Cái gì người ta cũng nghĩ là tôi phải làm, tôi phải hoàn thành cái việc này, và không cho phép mình được yêu thương, được vui chơi, được nhảy múa, được làm tất cả những gì đứa trẻ trong mình yêu thích. Và họ bị mất cái kết nối này từ khi còn bé. Và khi mà bố mẹ sống với bố mẹ từ nhỏ là đã học được rất nhiều những cái tính cách của bố mẹ. Ngày xưa thì cuộc sống rất là khó khăn, rất là vất vả. Mình có thể có những người thì người ta có thể thay đổi rất nhanh cái tiêu cực thành tích cực, nhưng mà không phải ai cũng có được như vậy, mà 80% là họ học những cái ảnh hưởng này của cha mẹ họ và đem vào trong cuộc đời. Cuộc sống rất là khó khăn, chúng ta phải chiến đấu với cuộc sống, chúng ta phải kiếm tiền một cách khó khăn, đồng tiền rất là khó kiếm chứ không phải là dễ dàng gì. Và nhiều khi bố mẹ dường như không nhìn thấy đứa con của mình, bởi vì bận rộn quá, công việc bận rộn vất vả quá, thì người ta quên rằng những đứa con ở mình đang hiện hữu bên cạnh, và nhiều khi nó nói nhưng mà mình không có thời gian để mình lắng nghe chúng nó.
Và cho đến bây giờ, mặc dù người ta 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi và những cái ký ức dội lại của quá khứ vẫn cứ hiện lên và người ta cảm thấy không hạnh phúc và cái trái tim, cái luân xa của trái tim của người ta bế tắc lại như thế này. Thì tuần vừa rồi là mình có trị liệu cho rất là nhiều người và mình cũng rất nhiều người đến với mình để kết nối lại cái đứa trẻ bên trong của mình. Đứa trẻ bên trong nối kết nối với trái tim của mình rằng đứa trẻ bên trong nó đang mong muốn gì, nó đang đòi hỏi gì. Đừng nghĩ rằng là mình đã già rồi, mình đã có tuổi rồi thì mình không được phép hãy, nhưng mà tất cả không có một cái cản trở, không có một cái biên giới nào để nói mình là dừng lại không. Tất cả đều là có thể, tất cả mọi sự đều có thể. Mình có thể khỏe mạnh, mình có thể hạnh phúc, mình có thể giàu có, mình sống xung quanh mình tất cả đều có đầy đủ xung quanh. Chỉ cần mình gọi những cái thiên thần ở xung quanh mình rất nhiều, mình không nhìn thấy nhưng mà những cái thiên thần ở xung quanh luôn luôn ủng hộ mình, giúp đỡ mình để cho mình có thể thay đổi. Thay đổi ngay lập tức bằng cách gì? Bằng cách suy nghĩ. Suy nghĩ, mình có những cái suy nghĩ tức tư tưởng ngày xưa tiêu cực của bố của mẹ, bây giờ sẽ chuyển đổi ngay, chuyển đổi ngay lập tức. Rất nhiều người dường như là bị vô thức kéo, thế cho nên là người ta luôn luôn người ta có những cái mô thức là cái niềm tin hiện hữu luôn luôn ở trong người ta là cuộc sống nó khó khăn lắm. Thế cho nên là nhiều người, mặc dù người ta là bác sĩ, mặc dù là người ta là những người chữa lành, thế nhưng mà người ta đã bị những cái mô hình nó bị kéo ở trong tiềm thức nó nhiều quá. Thì bây giờ mình phải đưa ra để mình chuyển hóa, mình sửa đổi, mình xóa những cái chương trình cũ, mình đưa cái chương trình mới lại để thay đổi. Và cũng may mắn làm sao mà khi người ta đến với mình thì trong một buổi sit chung, một tiếng đồng hồ, người ta đã thay đổi cái quan điểm cũ. Và cái quan trọng của một người chữa lành là mình quay vào mình chính, mình sửa đổi, mình tẩy rửa sạch trong bản thân mình. Tất cả những cái người đến là người ta đều dội lại những cái suy nghĩ của bên trong của mình. Và khi mà mình làm sạch, mình tẩy rửa sạch bằng ngày, bằng thiền định, bằng sóng, bằng năng lượng, bằng âm nhạc để tẩy rửa những cái hào quang của mình, thì mình sẽ như pha lê, càng ngày mình cố gắng, ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua. Vậy thì khi mà mình đã sạch sẽ như vậy, từ cơ thể cho đến linh hồn, tâm trí mà của mình sạch sẽ, thì người ta chỉ cần ở bên cạnh mình, người ta cảm nhận được cái hào quang của mình, người ta qua cái cuộc nói chuyện của mình và người ta cũng thay đổi được ngay lập tức. Và cái ý thức của người ta đã nhận biết rằng à, có hay là không, mình có nên làm hay nên không nên làm, những cái suy nghĩ như thế không nên thì bây giờ mình chuyển đổi ra sao. Và cái sự nhận thức người ta đến ngay trong một lập tức mà mình cũng rất là ngạc nhiên. Và chỉ trong một giây, một tích tắc thôi, khi mà người ta có cái aha, cái effect này, cái sự nhận biết này, thì người ta thay đổi như trong chóng, thay đổi 180 độ, 360 độ. Thế thì cô mới đến với mình tuần vừa rồi thì nói rằng lần trước đã đến trị liệu của mình năm ngoái, và năm nay thì mang chồng đến nói rằng sau cái buổi trị liệu của bạn tôi về và tôi đã có cái sức mạnh ở bên trong dẫn dắt tôi để đội tôi đi hát với mọi người. Ngày trước kia tôi rất thích hát và tôi rất thích chơi đàn piano, thế nhưng mà bố mẹ tôi lại đưa cho tôi cái sáo, cái để thổi sáo đấy. Cái đấy thì tôi không thích, mà bố mẹ cứ ép tôi học thì tôi không thích. Mà trong cái đó tôi thích hát và tôi thích đàn piano. Thế bây giờ không bao giờ là muộn cả. Bây giờ cô đã 5-6 tuổi và cô quay trở lại, cô ấy tập đàn, tập hát, và cô tự xây cho cô những cái nhà mà cô mơ ước. Đấy là một cái người điển hình là người ta rất là tích cực, người ta biết thay đổi ngay lập tức. Và người ta thay đổi những cái bài bài tập về nhà mình đưa cho cô sau buổi trị liệu cô làm thì nó thay đổi ngay lập tức. Cũng có người ta đến, người ta thay đổi lúc đấy, nhưng mà về nhà người ta lại không văn ôn võ luyện, người ta không làm những cái bài tập đấy, thì người ta lại đến lần nữa, người ta bảo, ồ, của tôi đã thay đổi rồi nhưng mà vẫn còn những cái phần này chưa được thay đổi. Thì mình đã chỉ cho ra cách là mình đã bấm vào cái nút này để cho cô nhận ra cái điều sai. Thế nhưng mà cái quan trọng là mình phải thay đổi chính bản thân mình ra sao. Còn mình chỉ là người trị liệu, mình hướng dẫn cho người ta đi
cái đường nào, chọn cho cô tự chọn, cô chọn cái hướng nào thì là người đấy được chọn. Một cái anh phi công 20 năm mà mất ngủ, bị bệnh mất ngủ, đi bác sĩ đi tất cả các nơi và cũng phải uống thuốc, nhưng mà bác sĩ của máy bay khi kiểm tra như thế bảo là không được uống cái thuốc này, thì đã tìm rất nhiều cách nhưng mà không hiểu nguyên nhân tại sao lại mất ngủ. Và khi mình đến với mình thì nguyên nhân tìm ra ở bông tờ bê vút, ở với vô thức, cái tiềm thức, thì tức là anh ấy có những cái conflict, có những cái vấn đề với vợ mà chưa được giải thích, chưa được hóa giải. Và anh ấy ngạc nhiên vô cùng, tại sao mình biết cái điều đấy? Thì cái điều đấy dễ dàng thôi, bởi vì khi mình thử, khi mình nói tiếp nối với cơ thể của mình thì có những cái câu trả lời ở trong cơ thể mình hết, nó nằm ở trong tiềm thức của mình, và bất cứ khi nào mình hỏi thì đều có câu trả lời. Và cái điểm vui và rất là hay ở cái inner vai, trí tuệ nội tâm, tức là khi mình hỏi thì những cái sự dối trá của mình nó đã hiện ra hết. Và chính vì thế cho nên rất nhiều người không muốn nhận ra mình, không muốn nhìn lại mình, và người ta sợ tìm ra những cái điều đấy, sự người ta sợ tìm ra cái nguyên nhân đấy, và người ta nhiều khi người ta ấn nó xuống, che nó đi, đậy nó lại, và lấy cái tiếng Đức gọi là lấy cái tapix, lấy cái thảm che nó đi. Vậy thì đấy là cái sự tự lựa chọn, cái quyền lựa chọn của các bạn muốn như thế nào thì các bạn được thôi. Còn bạn muốn, con muốn nhận ra được cái điều đấy để thay đổi, để sửa đổi không? Khi mà mình đã chỉ ra cái điều đấy cho anh ấy, thì mình nói rằng anh hãy đưa yêu thương nhiều vào cho người vợ của mình. Và nếu mà đó là cái nghiệp cũ thì mình sẽ xóa cái nghiệp ấy đi, chuyển hóa cái nghiệp ấy đi, đưa yêu thương vào nhiều hơn, đưa năng lượng của ánh sáng mặt trời vào nhiều hơn để tưới tẩm cái tình yêu của mình. Và lúc ấy thì anh ấy rất là hạnh phúc, và anh ấy bảo là cũng có rất nhiều người lái máy bay nhưng mà cũng bị bệnh mất ngủ, và tôi sẽ tư vấn cho họ là sẽ đến với bạn để bạn tìm ra cái nguyên nhân, và rất điều đấy là rất là tuyệt vời. Và có những cái người ở trong cái chương trình khi mình học Ho'oponopono thì có cái chương Limerick, tức là có chồng rồi nhưng mà lại tại sao lại đi yêu một người nữa, 2-3 năm rồi cứ mối tình tay ba như vậy mà không muốn bỏ chồng, bởi vì biết là người chồng của mình rất tốt. Thì may mắn là mình được học cái chương trình đó, và mình giải thích cho cô đó là quay trở về với người chồng của mình, đấy là chỉ là một cái chương trình cũ, chương trình của quá khứ nó dội lại thôi, bây giờ mình sẽ load lesson, tức là mình sẽ buông nó ra, buông xả nó ra, biết rằng cái trái tim của mình rất đau, biết trước là cái kiếp trước của mình đã có những cái quan hệ, những cái móc nối với cái người thứ ba này. Thì khi mà mình biết rằng đó là chương trình của quá khứ, và bây giờ tôi đang sống hiện tại, bây giờ và hiện tại, thì tôi có thể buông cái mối tình ra, buông thả ra với cái tình yêu rộng lớn hơn, và biết cảm nhận được hết những cái nỗi đau, biết rằng chúng mình không bao giờ lìa xa nhau, bởi vì chúng mình luôn có một cái sự kết nối với nhau, tất cả là từ nguồn chúng mình sinh ra, và chúng mình lại quay trở về nguồn, và không có một cái sự sợ hãi gì. Mà khi không có sự sợ hãi, biết rằng luôn luôn kết nối với nhau, thì khi xuống cuộc đời này lần thứ hai mình lại gặp nhau, thì mình học những cái bài học về đau đớn khi mà trái tim của mình với cái sự tách rời ra, tách ra, nhưng mà biết rằng là chúng mình không bao giờ tách rời, mà chúng mình luôn kết nối với nhau. Khi người ta nhận ra được cái điều đấy thì người ta sẽ buông rất dễ, bởi vì người ta bảo đã 3 năm nay rồi không muốn bỏ chồng và cũng không muốn cái người yêu này xa. Thế nhưng mà bị biết rằng là nếu mà cứ giữ cái mối tình này thì mình sẽ không phải là mình phải đeo cái mặt nạ suốt. Thì quyết định là sẽ tìm cách để buông cái anh người yêu này ra. Thế nhưng mà một mình không làm nổi, thì khi đến với mình, nói chuyện với mình, hiểu ra được vấn đề, mình giải thích được vấn đề, thì dùng cái inner vai, dùng cái thẻ của inner vai, cái hộp inner vai, và chuyển hóa cái năng lượng này đi. Và tất cả đó là cái tình yêu thương vô điều kiện mà mình học ở trong kiếp sống này, và học quay lại chính bản thân mình, không sợ hãi, không lo lắng rằng chúng mình sẽ chia tay nhau, và chúng mình sẽ gặp nhau tất cả ở những chỗ khi mà mình học xong bài học cuộc đời này, mình lại quay trở về nguồn, mình lại gặp nhau. Và
những cái buổi trị liệu như thế thì đầy nước mắt, và mình cũng luôn luôn rơi nước mắt bởi vì cảm động quá. Và lúc đấy thì gần như là cái buổi trị liệu nào nước mắt mình cũng rơi nên mắt mình càng ngày càng nhỏ lại. Thế là mình mới chắp tay, mình xin với ở trên rằng xin cho con không khóc nữa. Con biết là người ta đau khổ rồi, con biết là mọi người đau đớn rồi, thế nhưng mà cứ mỗi người, người nào con cũng khóc như thế này thì mắt con sẽ mờ đi mất. Thế là ở trên cũng hiểu được mình, và từ đấy trở đi mình bớt khóc đi. Cũng có khóc nhưng mà chỉ là nhỏ giọt, xong mình lấy nước, mình lấy giấy mình thấm thôi. Và mình không muốn mình khóc nhiều nữa, mà không, nếu mà mình khóc nhiều nữa thì mắt của mình nó sẽ dính lại nhau. Mọi người sẽ không nhìn thấy mắt mình nữa. Bởi vì mình thấu hiểu được tất cả những cái nỗi đau đó mình cũng đã trải qua, đã trải nghiệm qua. Và trong từng cái buổi trị liệu như thế, mình cảm nhận được tất cả những gì mà người ta đang đau đớn, người ta đang đau khổ. Và đau khổ ở đây không chỉ ở cơ thể mà ở trong trái tim người ta bế tắc ra sao. Đấy là một chút chia sẻ của mình hôm nay vào cái ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ. Mình chúc cho tất cả các chị em phụ nữ trên thế giới này luôn luôn an lạc, hạnh phúc và luôn luôn tươi đẹp, nở nụ cười lên trên môi, nụ cười cho chính mình, cho chính đứa trẻ ở trong mình, và luôn luôn làm những cái điều, những gì mà đứa trẻ trong mình yêu thích. Và khi có sự kết nối đấy rồi thì mình sẽ kết nối với nguồn, cội nguồn. Mình luôn luôn kết nối với cội nguồn, và mình chỉ là một cái công cụ để cho những cái năng lượng ở trên, những cái năng lượng tốt đẹp nhất truyền qua mình, và mình có thể truyền đến cho mọi người. Mình chúc các bạn một ngày thật là bình an bên gia đình và bên những người yêu thương của mình. Thank you, sorry, I love you, please forget me. Cảm ơn các bạn đã xem video và chia sẻ video của mình cho nhiều người cùng xem. Và các bạn có muốn hỏi thêm về những cái vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho mình.